Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ hai ngày 25 tháng 12. Thưa quý vị, nhằm thực hiện mục tiêu 100% đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh lập hóa đơn điện tử từ lần bán xăng dầu theo quy định, sáng nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tăng cường triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu cho 124 đơn vị đang kinh doanh trong lĩnh vực này. Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh cho biết, theo quy định đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, thời điểm lập hóa đơn điện tử cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán hàng. Qua rà soát của ngành thuế, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 219 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 871 cục bơm. Đến thời điểm này, tuy đa số các cửa hàng đã lập hóa đơn điện tử vào cuối ngày bán hàng, nhưng việc triển khai thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng vẫn còn ít. Do đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử đối với bán lẻ xăng dầu nói riêng. Trong hội nghị, các nhà cung cấp giải pháp đã trình bày giải pháp hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm triển khai lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, người nộp thuế, v.v. với mong muốn hoàn thành mục tiêu 100% đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh lập hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn là yêu cầu bắt buộc để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Do đó, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo yêu cầu này. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác, nhất là các cảng cá, tàu cá, cơ sở sản xuất nước đá, phù hợp bảo quản hải sản, cơ sở thu mua hải sản, v.v. Theo đó, Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản và các đơn vị liên quan đã tiến hành thẩm tra, đánh giá lại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất nước đá, tàu cá, cảng cá, ra soát toàn diện việc quản lý an toàn thực phẩm đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Đối với các cơ sở trong chuỗi cung cấp hải sản không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, Chi cục kiên quyết yêu cầu ngưng cung cấp sản phẩm ra thị trường, đồng thời thông báo cho các cơ quan đơn vị liên quan để phối hợp xử lý theo quy định. Chi cục cũng liên tục rà soát, cập nhật danh sách tàu cá hết hạn, chưa thực hiện đăng ký chứng nhận an toàn thực phẩm để hướng dẫn thực hiện. Đến nay, đã có 647 trong tổng số 660 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên trong tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, đạt 97,88%. Thực hiện công tác quản lý đội tàu khai thác hải sản, đến nay 100% trong tổng số 3.190 tàu cá của tỉnh đã được đăng ký, được đánh dấu tàu cá theo đúng quy định. Số liệu tàu cá được cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý tàu cá quốc gia trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó, đến nay toàn tỉnh đã có 3.187 tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác hải sản, đạt 99,9%. Có 657 trong số 659 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đạt 99,6%. Có 646 trong số 659 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với tàu cá. Tuy nhiên, công tác quản lý đội tàu vẫn còn một số khó khăn, nhất là toàn tỉnh đang có 378 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 250 tàu cá ngừng dịch vụ kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá, 126 tàu cá thường xuyên chuyển ngư trường hoạt động ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm đã góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh, động viên các em phát huy phẩm chất, năng lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Năm học 2023-2024 này, cuộc thi đã thu hút 147 dự án trên 16 lĩnh vực được đánh giá cao. Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023-2024 thu hút 147 dự án của 261 học sinh đến từ 8 đơn vị dự thi, trong đó có 82 dự án của 30 trường trung học phổ thông, 65 dự án của 8 phòng giáo dục và đào tạo với 16 lĩnh vực. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi năm nay tăng cả về số lượng dự án, số học sinh và số trường tham gia. Cả ý tưởng đề tài đều hướng tới thực tiễn, gắn với mục tiêu giải quyết các vấn đề đặt ra trong đời sống, phù hợp với điều kiện nghiên cứu của các nhà trường. Trong đó, nổi bật là các đề tài chú trọng vào các vấn đề mang tính thời sự, ứng dụng thực tiễn, phục vụ lao động, sản xuất, bảo vệ môi trường. Sản phẩm của con đến đây là Marinette, là ứng dụng với công nghệ AI và blockchain để mà hỗ trợ người dân trong quá trình là đánh giá, sơ chế, bảo quản và phân phối các thủy sản.
Thì cái sản phẩm của con bắt nguồn từ cái việc là con nhìn nhận ra được những cái vấn đề mà người ngư dân gặp phải trong cái quá trình mà nhận diện ra được, đánh giá được cái tình trạng của thủy sản, làm sao mà nó có một cái phương pháp nào để mà đánh giá mà nó không ảnh hưởng tới chất lượng thủy sản. Ví dụ như là bên con cá ngừ đại dương thì trong quá trình sử dụng cái những cái cây kim mà chọc vào để mà đánh giá chất lượng thủy sản đó, chất lượng con cá đó, thì họ có thể làm không khéo thì nó có thể ảnh hưởng tới, làm giảm cái mức chất lượng của con cá. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã lựa chọn 74 dự án để trao giải, trong đó có 6 giải nhất, 15 giải nhì, 21 giải ba và 32 giải tư. Trong số 6 dự án giải nhất, ban tổ chức lựa chọn 2 dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2023-2024 tổ chức tại tỉnh Bắc Giang vào tháng 3 năm 2024 là phát triển khả năng tranh luận và tư duy phản biện của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Nha Trang và máy lọc không khí và quản lý môi trường từ rêu cạn của trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi thành phố Nha Trang. Có thể khẳng định, cuộc thi là sân chơi trí tuệ thú vị cho học sinh, động viên các em rèn luyện kỹ năng vận dụng tổng hợp kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Cuộc thi cũng góp phần thúc đẩy và tạo nền tảng cho các hoạt động khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp trong tương lai của những học sinh có đam mê khoa học. Và mình thấy đây là một những sân chơi rất là bổ ích. Nó kích thích được cái trí sáng tạo của học sinh. Và có thể nói rằng là thông qua cái một tham gia cuộc thi như thế, nó làm cho các em thể hiện được cái động lực nghiên cứu và phải nói rằng là cũng gây được những cái ngạc nhiên cho phía ban giám khảo ở góc độ là những cái bài thi nó vừa tầm các em hơn, mặc dù là ban đầu nhìn vô cái vẻ nó có yếu tố mà mình cảm thấy rằng là cái mức độ đóng góp em không nhiều, nhưng càng đi vào sau đó thì cảm thấy rằng cái mức độ đóng góp em càng nhiều. Và các em rất là tự tin, mạnh dạn thể hiện cái ý kiến, cái ý tưởng nghiên cứu của mình, mặc dù rằng ở mức độ là cũng khá đơn giản, nhưng mà để thể hiện được một cái tính sáng tạo năng động và cũng là một cái hứa hẹn. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2023-2024, đây là cuộc thi mà cho là một sân chơi cho các em học sinh trung học tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học và có những cái nghiên cứu ứng dụng những gì mình đã học trong trường học và có những cái sản phẩm thực tế phục vụ cho đời sống. Thì năm nay thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã phối hợp với tất cả các trường cũng như là với trường Đại học Nha Trang thì công tác chuẩn bị nó khá chu đáo và nhìn chung thì các sản phẩm dự thi này thì có cái sự đầu tư, quan tâm đầu tư của các em học sinh cũng như là các đội ngũ giáo viên hướng dẫn và chất lượng thì các sản phẩm năm nay tăng hơn. Việc đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật giúp học sinh phát huy phẩm chất năng lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, khơi dậy niềm đam mê trong học tập, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Tiếp tục chương trình là những thông tin khác. Sáng nay, khối thi đua mặt trận đoàn thể huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023. Khối thi đua mặt trận đoàn thể huyện có 7 đơn vị gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ huyện. Năm 2023, hầu hết các đơn vị trong khối đều hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó nổi bật là hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân cài đặt phần mềm VNeID đạt chỉ tiêu, hoạt động giám sát, phản biện, công tác an sinh xã hội, xây dựng các mô hình mới ở địa bàn dân cư và nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Các phong trào thi đua mặt trận và các đoàn thể của huyện đều hướng đến mục tiêu chung, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Hội nghị cũng nêu ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 thông qua dự thảo bảng chấm điểm thi đua xếp loại các đơn vị và bầu đơn vị khối trưởng khối thi đua năm 2024. Với mong muốn mang đến cho người dân du khách những không gian vui chơi giải trí vào dịp chào đón năm mới 2024, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật từ ngày 24 cho đến hết ngày 31 tháng 12. Trong dịp Tết Dương lịch, các đơn vị Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh sẽ thực hiện 9 chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham quan, thưởng lãm.
Đáng chú ý là chương trình tham quan đặc biệt Trăng soi dáng tháp diễn ra tối ngày 27 tháng 12 tại khu di tích Tháp Bà Ponagar. Tại quảng trường 2 tháng 4, tối ngày 29 tháng 12 sẽ có chương trình văn hóa đặc biệt dưới hình thức sinh hoạt cộng đồng Âm vang núi rừng. Tối ngày 30 tháng 12 có chương trình ca múa nhạc chào năm mới 2024. Tối ngày 31 tháng 12, đoàn ca múa nhạc Hải Đăng phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và quảng cáo Century thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình ca múa nhạc Thời trang Khánh Hòa niềm tin và khát vọng. Bên cạnh đó còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, sân khấu truyền thống, khu hát bài chòi diễn ra hàng đêm để phục vụ người dân và du khách. Để các chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật đạt chất lượng, hiệu quả, phục vụ đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể nhân dân, du khách, các đơn vị đang nỗ lực để đảm bảo các chương trình diễn ra phong phú, đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phản ánh những giá trị đặc trưng văn hóa của Khánh Hòa, tình yêu biển đảo quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nay dù thời tiết không mấy thuận lợi, song người dân ở thành phố Nha Trang nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, cũng như đông đảo du khách trong và ngoài nước, luôn có những hoạt động chương trình thú vị để tận hưởng một mùa Giáng sinh đáng nhớ và thú vị. Ghi nhận không khí Giáng sinh tại thành phố biển Nha Trang vào tối qua. Do trời mưa không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nên các địa điểm vui chơi giải trí tham quan ngoài trời vào tối qua gần như vắng bóng người tham gia. Trái lại, không khí tại các khách sạn, nhà hàng đều nhộn nhịp. Nắm bắt tình hình thời tiết, nhiều khách sạn resort trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình vui chơi đêm Giáng sinh hấp dẫn và sôi nổi nhằm thu hút khách. Mỗi nơi có những cách thức, phong cách tổ chức khác nhau, song tất cả đều chung một ý nghĩa là tri ân khách hàng và tạo sân chơi văn hóa giải trí ẩm thực bổ ích cho người dân và du khách. Vợ chồng tôi lần đầu đến Việt Nam khá thích thú với không khí đón mừng Giáng sinh ở nước bạn. Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, song chúng tôi cũng lựa chọn cho mình được một địa điểm để ăn tối thưởng thức văn hóa. Chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Năm nay, khách sạn chúng tôi có nhiều hoạt động đón Giáng sinh kéo dài hơn mọi năm. Chúng tôi cũng chú trọng trang trí nhiều tiểu cảnh hơn để tạo không khí vui tươi, cũng như chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút nhiều khách đến tham quan. Đặc biệt, tôi thấy trong những năm gần đây, khách sạn chúng tôi đón khá nhiều khách Việt Nam đến tham gia các chương trình Giáng sinh, để tôi thấy người Việt Nam ngày càng xem Giáng sinh là một trong mùa lễ hội đặc biệt. Tối qua cũng là thời điểm đông đảo bà con giáo dân đi lễ tại các nhà thờ. Thời điểm từ 18 giờ đến 21 giờ, hầu hết các nhà thờ đều tiến hành các nghi thức lễ Giáng sinh 2023. Riêng tại khu vực quảng trường, giáo xứ Chánh Tòa Nha Trang, mặc dù thời tiết có mưa, song đông đảo giáo dân, người dân và du khách đến tham dự thánh lễ và thưởng thức chương trình nghệ thuật tái hiện sự tích Chúa Giê-xu ra đời. Các xóm đạo cũng có nhiều hoạt động đón mừng Giáng sinh thú vị. Tại tổ dân phố 1 Nguyễn Hữu Huân, những tiểu cảnh được dàn dựng công phu và trang hoàng đẹp mắt đã thu hút khá đông người dân đến tham quan và chụp ảnh. Những ngày gần đây thì rất là đông, nhưng mà hôm nay thì do mưa mới tạnh thôi. Thành ra như là cái lượng người như là chuẩn bị như là đổ về đây như là rất là đông. Xóm cũng cố gắng tổ chức hàng năm. Năm sau sẽ hứa sẽ đẹp hơn năm trước. Hôm nay đặc biệt là Giáng sinh của mình lại mưa, thế nên là xóm cũng không ngại ngần gì. Vẫn tổ chức một đêm Giáng sinh thật là vui và đầm ấm. Và cũng đặc biệt là mọi khách và các em nhỏ ở nơi khác cũng đi ngang qua đây đều được phát quà. Những năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ về du lịch, Nha Trang Khánh Hòa trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước vào những dịp lễ lớn, trong đó có dịp Giáng sinh. Do đó, vào những dịp như thế này, người dân và du khách không khó để tìm cho mình một không gian cũng như địa điểm thích hợp để cùng bạn bè, người thân và gia đình cảm nhận những giây phút vui tươi ấm áp, hướng tới những ước vọng an lành, hạnh phúc. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 25 tháng 12, thời tiết Bắc Bộ vẫn duy trì rét đậm rét hại, nhất là vùng núi cao có mức nhiệt khá thấp. Do đó, nhiều hình thái thời tiết gây hại như băng giá, sương muối sẽ xuất hiện ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trung Bộ vẫn còn mưa, nhiều nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ tại đây cũng ở mức thấp, trời lạnh đến rét. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ khoảng 21 độ, vùng núi cao có nơi trên 10 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất là khoảng 11 độ và vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ cao nhất là 21 độ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Nam khu vực nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ trong ngày dao động từ 12 đến 20 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, là hình thế thời tiết chung ở các tỉnh thành Đà Nẵng đến Bình Thuận. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ trong khoảng từ 17 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ trong ngày dao động từ 17 đến 28 độ, ở khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 độ và cao nhất là 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được phép khép lại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.